Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, sáng ngày 27 tháng 7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm tặng quà Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Đại tướng Phùng Quang Thanh mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quý báu, thiết thực đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, đồng thời báo cáo tóm tắt một số kết quả hoạt động trong toàn quân thời gian qua. Vui mừng trước những thành tích to lớn mà quân đội đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Phùng Quang Thanh tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân đội ta sẽ ngày càng tiến bộ, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chiều ngày 26 tháng 7 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan trong và ngoài quân đội tổ chức thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham dự chương trình. Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội phối hợp trao 125 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hỗ trợ xây tặng một ngôi nhà 100 đồng trị giá 80 triệu đồng. Trong chuỗi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tối ngày 26 tháng 7, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp cùng các cơ quan đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật Khải Hoàn Ca âm vang Điện Biên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Đồng thời, phát động phong trào thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sĩ trên các địa bàn có đơn vị quân đội đóng quân.